Di Đà Phật, cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con, cô bác xa cùng gần, ở trong nước và ngoài nước kính mến. Thì hôm nay Quốc Tạo sẽ cập nhật một cái tình hình rất là đặc biệt luôn, đến tận tay với bà con. Thì hiện bây giờ đó, ngoài cái căn bệnh mà đau mắt đỏ ra đó, thì đau mắt đỏ hiện giờ là ở quận Nhất, quận 7, rồi chỗ quận Thủ Đức, rồi nơi quận 3. Thì tất cả ba nơi đó, ngoài cái chuyện mà đau mắt đỏ sưng mắt ra đó, thì còn là người ta báo là nó cái bữa mà mùng 4 tháng 8 đó, mùng 5 tháng 8 đó là nó sẽ có nước là nó dâng lên hơn nửa chiếc xe, không chạy được luôn. Và sau đó thì cái chuyện đó là cái chuyện mới khởi động thôi quý vị. Nhưng mà cái chuyện này cũng quan trọng nè. Thì Quốc Tạo có bắt được một cái tin của một cái cô, một cái người ẩn danh. Cô này đó là không có lộ ra, cô này cho biết là... Dạ thì để cho tiếp tục cái chương trình lúc nãy bị dở dang đó, thì Quốc Tạo cũng cho bà con biết là lúc mà Đức Thầy ra đi đó, thì Đức Thầy có nói với ông Út với bữa Út như thế này. Thầy nói là chừng nào mà nước chảy xuôi một dòng, dâng theo về một mái, chết chôn không kịp thì tôi sẽ về để cứu cứu nhân dân. Thì bà con biết rồi đó, hiện bây giờ là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thì nước bây giờ ở dưới dòng sông bà con coi đi, phải là chảy xuôi một dòng không? Chảy xuôi một dòng. Còn mà thầy có một lúc trước đó, thì vào cái năm mà năm Châu á, năm Sửu với năm Dần đó, thì có một cái trận đại dịch đó. Thì lúc đó là ông ba ông cho biết là thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, thay chết không lóc mà để phơi khô, nước không có uống mà Nam Mô đạo nào. Thì ở cái giai đoạn đó là chưa có tới giai đoạn đó bà con, có nghĩa là nước mà vẫn có uống, rồi thay mà chết mà vẫn chôn được, rồi còn nhà vắng thì cũng còn người ra tới lui chứ không có vắng hẳn, còn chợ thì vẫn còn nhóm tới lui, vẫn còn cho đi chợ theo cái chỉ thị 16. Cho nên còn cái lúc này đó, thì cái cô này á, là cô là một người ẩn tu, một người vô danh. Cô lộ cho chúng ta biết là về cái bông nhạn thọ, dạng thọ. Thì mẫu chuyện bông dạng thọ thì có như thế này. Bông dạng thọ thì mẫu chuyện nó là lúc đó Đức Thầy hỏi chứ các tín đồ, cái bông nào là cái bông quý nhất? Thì ai cũng nói là bông hồng, bông cúc, bông mai, bông này kia hết trơn. Nhưng cuối cùng Thầy nói là chỉ có cái bông dạng thọ là quý nhất. Tại vì từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, cho đến lúc lớn, lúc tàn luôn, nó vẫn giữ một cái màu sắc đó, và nó vẫn giữ một cái thái độ và hình ảnh đó. Cho nên kết luận lại là Thầy nói tánh ngay thẳng, ta không giờ đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Đó là một cái nghĩa cử của một cái con người tu. Giống như nói bây giờ ai là đạo hòa hảo thì sẽ cho tiền cho bạc này kia, chắc tu đạo hòa hảo rất nhiều. Nhưng mà nghịch lại, luật pháp nói là ai là đạo hòa hảo chúng tôi sẽ bắn. Thì lúc đó là bà con sẽ hiện ra những người nào là những người tâm đạo, còn những người không tâm đạo người ta sẽ nghĩ. Nó đơn giản như vậy. Cho nên trở lại vấn đề qua một cái dòng cầu nó tâm sự, thì cho bà con biết là cái cô này đó, cô là một cái người mà ẩn danh. Cô cho chúng ta biết là bông dạng thọ nó quý, và chúng ta, cô nằm chim bao thấy được thầy, thầy bảo là phải dùng bông dạng thọ để cứu dân. Thì bà con biết rồi, thầy nói là sau này chết chôn không kịp thầy mới về, chứ còn lúc năm Sửu năm Dần đó thì chết chôn kịp thầy không về. Cho nên kết luận hôm nay thì Quốc Tạo muốn giới thiệu cho bà con, thì biết dịch bệnh hiện bây giờ ở bên Ấn Độ bà con ơi, hiện bây giờ thật sự ở bển là 24 tiếng đồng hồ lâm sàng một cái loại virus Libya, một cái loại virus mà hầu như là không có thuốc trị bà con. Bà con có nhớ lúc vừa rồi ở sông Hằng của Ấn Độ không? Có một trận đại dịch, một trận đại dịch là nói về xuống tắm sông Hồng để rửa những cái sông Hằng, là kêu bằng sông vàng đó, để rửa những cái tội lỗi của mình. Nhưng mà cuối cùng tội lỗi đâu không thấy, mà thấy mình chết luôn tại chỗ rồi phơi thay luôn. Ngồi trên đỉnh núi treo leo thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Đó, bà con thấy không? Hay là đứng sau lưng nhìn dốc nhảy chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lẫy lừng ngạn tay. Thời cũng tại không ai tu niệm cứ lẳng lơ ngạo biếm phe phang. Đến nay nhằm buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp chàng hải dân. Thì ở bà con thấy bên Ấn Độ như vậy, đừng nghĩ người ta như vậy rồi mình sẽ yên ổn nha bà con. Thì vừa rồi bà con thấy đó, dịch bệnh nó bệnh. Thì sau cái dịch bệnh này thì lây quay vài tháng sau sẽ đổ về bên nước chúng ta. Đó, thì hiện bây giờ dịch bệnh nó rất là tràn lan. Rồi thêm nữa biến chủng mới đã ra luôn. Biến chủng này bà con Libya,
biến chủng này là nghe 24 tiếng đồng hồ lâm sàng, bà con không có thuốc chữa đâu, không có thuốc chữa. Đừng để dịch tìm chúng ta mà để chúng ta tự chúng ta bảo vệ chúng ta trước khi dịch đến. Bảo vệ bằng cái như thế nào? Chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Giả gì? Lo thuốc thang khẳng giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ấp Phật giúp đời, xuống thuốc rộng từ bi hỷ xã. Thầy kêu mình dùng thuốc, mình niệm Phật mới tránh qua khỏi cơn đại dịch này bà con à. Bởi vì trong cái đoạn giảng của ông Ba Thớ, một giảng của Sư Giải Bóng Khoa cũng cho biết là bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gói cuồng. Năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi nè bà con, tới tháng hợi nè mới lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương gồng lộn mê hề thấy phơi. Tới đó rồi á, trung ương gồng lộn gọi là con gồng là có là nó lộn lại là nửa năm gồng ê hề thay phơi. Cho nên hôm nay Quốc Đạo đến đây để cho bà con biết là còn ở trong can chi đó, là cho chúng ta biết là bính dần đinh mão ngẩn ngơ, gặp cơn bất loạn chạy quơ giấy vàng. Có nghĩa là muốn cho biết vào cái năm bính dần là cái năm 11 năm sau sẽ là có một cái trận đại nạn nữa, chích bệnh nữa. Dịch bệnh mắt đỏ này là cái sự cảnh cáo thôi, cái sự khởi động thôi. Chứ sự thật ra đó là cái mắt đỏ này không là cái gì cả. Đại dịch mới là vấn đề. Còn mắt đỏ này á là cảnh báo, hồi chuông cảnh báo cho chúng ta sưng mắt rồi từ từ bớt rồi từ từ hết. Và nhiều cái căn bệnh trị thì thời gian gần đây Quốc Đạo cũng có hỏi một cái thầy thuốc ở bên Phú Quốc. Thì thầy thuốc có cho Quốc Đạo tiết lộ Quốc Đạo biết một cái vị thuốc dân gian trị cái bệnh đỏ mắt rất hay luôn, Quốc Đạo đang sử dụng thử coi có thành công không. Vài ngày nữa Quốc Đạo sẽ up lên clip cho bà con xem, phổ biến cho bà con xem. Còn dưới đây thì bà con sẽ nghe một cái cô ẩn danh sẽ tiết lộ chúng ta biết gặp thầy và thầy bảo cô là phải nên dùng cái bông dạng thọ để cứu bá tánh, để cho bà con uống. Tuy đó chỗ này nó không có tốn tiền tốn bạc gì hết, chúng ta chỉ bỏ công chút xíu thôi cho bà con uống đặng ngừa đại dịch Covid sắp tới đây. Mà chúng ta không biết ngày nào tháng nào nó đến, nhưng mà chúng ta sẽ biết nó sẽ đến là bà con biết rồi đó. Thầy nói đố ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh, ngày mai thảm sầu. Ngày mai mà chúng ta còn không biết, huống gì chúng ta biết được tới vài tuần, vài năm nữa. Cái bé nhí có cho biết là cái chúng ta thua nồi cơm điện nữa, thua cái máy tủ lạnh nữa, thua cái tivi nữa. Chúng nó còn có bị được bảo hành, còn chúng ta không được bảo hành cả quý vị, không được bảo hành. Khi chúng ta ngủ một đêm thức giấc, chúng ta cảm thấy nhức đầu, một cái chứng bệnh gì đó nó ngặt nghèo trong mình, chúng ta đi khám bác sĩ bảo chúng ta đã bị ung thư hay là viêm gan hay là bệnh tiểu đường, thì suy sụp hoàn toàn. Lúc này chúng ta mới tỉnh ngộ lại. Thầy mới nói là đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới lực nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Nó nhiều chỗ, nhiều nơi mà Đức Thầy nói cho biết. Thầy nói ngủ mãi ngủ hoài thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng gớp. Sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ si cũng bất hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Thì mời quý vị cùng Quốc Đạo để biết được cái cơn đại dịch của chúng ta vào những cái vị tiên tri như thế nào và có hay là không. Thì chúng ta cũng như là cái trận 14 tháng 8 vừa rồi, Quốc Đạo bị biết bao nhiêu đả kích, nhưng mà không có quan trọng, không quan trọng. Quan trọng là có hay là không. Thì mùng 5 ở tại Sài Gòn, quận nhất, quận nhì, rồi quận 3 có nước ngập hơn nửa chiếc xe, có bão lốc xoáy sập nhà cửa, có bệnh đại dịch mắt đỏ, có nhiều cái đại nạn, nhưng mà hầu như là mọi người không thấy hay là giáo bộ không thấy như thế nào. Bởi vì thầy mới cho biết là người khôn nghe nói càng gầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, rồi sau sẽ thấy hùm beo. Dạ, để không làm mất thời giờ của bà con, mời bà con xem diễn biến của cái cô này kêu mình dùng con dạng thọ, tác dụng của thầy kêu mình dùng con dạng thọ như thế nào, truyền khẩu lại cho cô này. Mời quý vị cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Bông dạng thọ là uống ngày nào cũng uống phải không? Uống xong á, một ngày hớt một nhóm bỏ vô cái bình, cái nước sôi vô để nguội ra thì uống y như uống trà vậy. Ngày nhấm 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 đó rồi có
được, một ngày chỉ sử dụng một giấm thôi. Đó, cũng ngừa được bệnh lạ sắp tới. Dạ, còn nếu như bây giờ ở trên, bây giờ ở trên lộ, trên công viên đó, người ta trồng bông trang rất là nhiều. Nhưng mà trang ở trên lộ, ở trên công viên đó, thì trang cũng trang đỏ đó, nhưng mà nó có xịt thuốc và để mà bảo quản cái bông thuốc từ sau. Cho nên nếu sinh đó, thì phải hỏi cái công trình đô thị đó, cái bông đó nó có thuốc hay là không. Dạ. Để tránh thuốc thành ra vô tình mình hại em ta. Dạ. Nếu người ta có xịt thuốc thì mình khỏi sinh nếu đúng không? Dạ đúng rồi. Uống vô nó bị bệnh đó, không được, xịt sâu là không được. Dạ thuốc rồi xịt sâu thì không uống được. Rồi Quỳnh hỏi mọi cái bông nhân thọ là nếu mình có là mình khỏi cái thỉnh bông trang, không có thỉnh bông trang. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. À, bài thuốc này là từ đâu có, mũi nằm chim bao thầy thầy kêu mũi phải không? Dạ mũi thấy được ở trong giấc ngủ. Dạ vậy là quý quá. Cũng mũi... là người đang sử dụng, mũi cũng là người đang sử dụng đó. Dạ mũi là hôm qua mũi đi mấy chục cây số để mũi tìm, tại chỗ đó mũi đã sinh một lần rồi mà hôm qua mũi lên rất tiếc là chỗ đã hết. Vậy là một ngày bông thọ là một ngày mình hút nhúm mình để nấu trà uống cái mũi. Dạ đúng rồi, để vô bình á, chăm nước sôi vô thì ngủ uống thì ra uống trà vậy đó. Dạ. Một ngày mình uống một lần vẫn được. Dạ. Mình uống thay uống nước vẫn được, nhưng mà ngày nhấm thôi. Dạ. Cái đó là uống để mà ngừa cái bệnh sắp tới, cái bệnh lạ sắp tới đang diễn ra và sẽ diễn ra và diễn ra dài dài tới. Mà ngừa cái bệnh lạ, bệnh lật nha. Nó chống được cái đột quỵ á nha, chứ không phải là cái đó là chờ có việc mới uống nha. Dạ. Mỗi là bên nằm y sĩ mà được thầy thương, thầy mến để cho mỗi được thấy bài thuốc này để nói cho anh em nghe, huynh đệ nghe để mà gắng này mà cứu là cứu chắc người, cứu người hiền phải không chị? Ơ mỗi. Dạ cái này để cứu thì thầy chỉ báo vậy thôi, thì cơ duyên đi, cơ duyên thì tùy theo cái người sử dụng với cái phước của người ta, cái tâm, cái phước của người ta. Cái mùi chỉ thấy là mùi chỉ có pháp môn mà thầy chỉ báo cho mùi biết như vậy để mà mùi sử dụng và mùi chỉ ra thôi, chứ còn ngoài ra mùi không có pháp môn khác nữa, cho nên mùi không dám tiết lộ. Mỗi người một việc, những chuyện khác thì chưa xin để cho nhường cho tất cả huynh đệ người khác, mỗi người có một việc. Trong cái lúc này mỗi người có một pháp môn, còn pháp môn của mũi là chỉ là có bài thuốc cho những người hữu duyên và một lòng nghe dạ thẳng, biết tu hiền, biết tu, biết làm hiền và sẽ được trời Phật, sẽ được thầy mẹ cứu. Dạ. Chứ còn những cái chuyện khác nữa thì mũi không có pháp môn cho nên vậy mũi không dám nói ra. Dạ. Chỉ thấy được cái thuốc vậy thôi. Quynh cũng thay mặt cho anh em, huynh đệ, ông bà, cô bác trong nước, ngoài nước, nếu ai có nghe được những lời nói chân thật và thật tình của mụi y sĩ này nè, mà cổ nằm được một niềm chim bao rất là lạ để có một bài thuốc để cứu những người hiền lành. Quynh cũng thay mặt anh em, huynh đệ để tạ ơn công đức mụi. Mụi là một người y sĩ mà bán thuốc Tây mà mụi... không dùng tới thuốc Tây mà dùng qua Đông Y là mụi đã có duyên với Phật rồi. Cho nên nó duyên lành mới gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước là thiện duyên ngũ phần. Cho nên mụi có duyên sâu với Phật. Cho nên Phật với Thầy để cho mụi thấy được một niềm chim bao này, để mà cứu độ những người hiền lành trong cái cảnh mà tới đây. Thì bây giờ nó diễn biến đau mắt đỏ gì không gà dữ lắm luôn á mụi. Quynh nghe. Dạ thưa có, Quynh giờ ở Sài Gòn, giờ ở Bến Tre này nó là đại dịch luôn, chứ nó không còn phải là chỉ là một hai ca lây ra, nhưng mà y tế đã phát báo động lên là nó gọi là dịch luôn rồi. Dạ, cảnh báo trong học đường rồi nhiều lắm. Dạ. Trong học sinh á, gọi là đại dịch. Dạ. Đó, đau mắt đỏ đó. Dạ. Ừ. Cái bệnh mà bệnh lật ngang đó là cái bệnh lạ, cái bệnh lật ngang đó là nó thật là tay của mũi là bó tay. Chỉ bệnh đó là giờ như đủ duyên đủ phước thì hữu duyên á thì cho thuốc để mà nhịn, để mà có cái thuốc ngừa đó là nó không có tốn tiền không bạc, chỉ có mình cái tâm thôi. Giờ nguyện mình sinh thì mình thấy sẵn có cái tâm đó mình uống, không tốn tiền không bạc gì, nó sử dụng mà an toàn hiệu quả, nó khỏi sợ tác dụng phụ, tác dụng ngược gì nữa hết. Dạ thì cái bông nhân thọ thì nó nào ngay người nghèo giàu gì uống cũng được, tại vì bông nhân thọ này nó cũng dễ kiếm.
Khi mà dạ. cúng xong rồi mình lấy cái bông, mình thỉnh cái bông rồi nguyện giấy rồi mình phơi khô. Rồi mình chỉ nấu như nước trà, nhúm nhúm gì mà để vô uống gì, để mình ngừa trước vậy đó mùi, phải không? Dạ, à. Dạ phơi khô để nó thơm rồi dễ uống lắm, không có hôi gì á. Một thanh nâu gì mùi đang sử dụng ra được từng ngày mà. Mà nó còn có tác dụng, cái bông nhãn thở nó rất là nhiều tác dụng, nó còn ngừa hoặc là hỗ trợ trong sáng mắt, đau mắt đỏ rồi. Nó nhiều công dụng lắm, nó cái người tiểu đường đều sử dụng luôn được đó. Nhưng mà sử dụng với cái liều khác, còn cái này mũi chỉ thấy với ngừa để trong mà cái bệnh lạ sắp tới thôi. Còn những cái bệnh khác thì mũi chỉ biết gì trên cái mặt mà dược sĩ của mũi thôi, chứ còn cái bài thuốc mà uống để ngừa trong cái bệnh lạ thì mũi thấy trong cái giấc ngủ như vậy đó. Bây giờ thì Quynh cũng nói với muội thì ông gài ở trên Quynh nè, Quynh cũng chạy xe đi tới lui đó, Quynh cũng thấy mới đi đám cưới về xong thì tắm rửa xong thì ông lũi ra đó là chết rồi, ngồi Quynh cờ tướng rồi gục xuống đó rồi chở lên bệnh viện về cũng chết, mà chết rất nhiều. Còn cũng có 1 tỷ ở bên Chợ Mới An Giang điện đó, Quynh ơi sao cái này chết gì mà chết tuổi xanh không à. Tuổi xanh là tuổi trẻ đó đó mụi. Nói không có gì trơn, không lũi ngang chết. Rồi cũng có mấy mụi ở dưới Vĩnh Long điện lên Quynh ơi, cái cô kia bán bún á, thì khổ ta lại ăn bún người ta tưởng đâu là khổ đi vệ sinh vậy đó mụi. Rồi sao mà vô nhà tắm cái khổ lũi trong đó cũng chết luôn. Rồi Quynh ơi, Quynh nói đây là cái chuyện này, là cái chuyện ở mình nói bên ba học thì nói gọi là đột quỵ chứ. Cái thật sự đây là cái bệnh mà ngặt nghèo luôn đó mụi. Bệnh mà không không một lời từ giả luôn đó. Chờ mãn phước mà ra tay để bẻ họng đó. À, những người mà không tin tưởng lời của ơn trên, à, những bậc thiên liêng ngày xưa tổ thầy mình đã tiên tri mà không có tới thời cảnh nó đúng vào năm mèo này rồi, thì mụi thấy từ cái năm tí tới giờ đó quá khủng khiếp phải không mụi? Không có yên luôn á. Mà càng ngày anh chị em nè, nó là cũng phải hung dữ tợn á nè. Bởi vì cái điềm trời nó tha trơn, con người đó càng ngày sống càng hung tợn luôn. Rồi một hay là tới một cái điểm nữa là gọi là thiên tai địa ách. Nó giặc giả động đất vậy đó mũi. Xin lỗi chú Quynh nha, bữa nào mình tiếp câu chuyện nha, mũi có bệnh nhân tìm. Thằng con tuổi là con trai lớn ấy, nó đi thôi, con gái nó đi học học lớp 2, lớp 3 gì đó, lớp 3 cho cô giáo thì giáo kêu gọi điện kêu ba nó chở nó về đi, chở nó về không cho học nữa, nó mắc đau mới nãy nè, mới bây giờ nè. Còn hôm qua đó, hôm qua đứa con trai của nó đó đi học lớp 7 nữa mà tự nhiên mắc đau. Cô giáo thầy giáo đó kêu ba nó chở đứa con nó về nữa, là trong nhà nó bây giờ hiện tại con mình đó, là nó có hai đứa bị đau mắt. Quynh có nghe không? Dạ nghe đó. Bởi vì nãy Quynh nói nó đúng rồi đó, mạng này là mạng đau mắt thì đi đâu nhiều lắm, đi mua chợ, đi mua đồ á, mấy người bán nó cũng đều có mắt kiến mắt đau, tôi sợ nó lây. Dạ. Bởi vì Quynh nói giờ nãy giờ Quynh mới nói cho em Quynh nghe, nó đúng rồi đó, mình đau mắt nhiều lắm. Đại ở đây là phường 14 nè, tôi ở đây cái loa ngày nào cũng nói bệnh dịch tới giờ kêu bà con ở đâu mắt phải chùi sạch sẽ, em bé từ mấy tuổi tới mấy tuổi là phải sạch sẽ, tay chân phải rửa, miệng cứ rửa vậy đó sạch sẽ, rồi bây giờ mắt nó lại dữ rồi, mấy mình lại đi quá rồi đó. Dạ, chú ở trên thành phố, chú ở quận mấy vậy? Quận 8. Dạ thì con nói chú Tám á, bây giờ bệnh đau mắt đỏ cho em bé học sinh rất là nhiều, đau phụ mắt lên luôn, đỏ ao thấy ghê lắm. Đúng rồi. Còn bên Ấn Độ bây giờ đó, dịch nó nổi lên đó, bây giờ nó chọt nó đóng cửa đó chú Tám. Đúng rồi, bây giờ thấy mạng này phải rồi, nghe Quynh nói mấy bên nay sao nói là mùng 4. Bây giờ là nó có hiện tượng đau mắt bây giờ trắng giả trơn rồi đó, dịch bệnh nổi lên đó. Còn mà chú mà muốn tới cái ngày đó, chú chờ đi, không ai biết ai hết trơn chú ơi. Tôi đang chờ gấp nè, bây giờ tôi giá vậy đó, giá mau mau rồi tôi không muốn đi đó. Không muốn ở đây nữa. Dạ. Sống ở đây nữa, chẳng gian đó không thích. Dạ, con nói lắm. Dạ, con nói chú á, chừng nghe một tiếng âm thanh lạ quê, lạ cảnh, rồi bình minh, lạ người, lạ giọng nói, lạ tiếng cười, mặt
mày ngơ ngáo như khùng phu, anh em vợ chồng phải sức đùm với nhau hết trơn luôn á, buộc giặt áo chưa chắc vợ chồng đó, nửa đêm thức giấc mà cách lòng phân ai hết trơn đó chú Tám. Phật đã nói rồi rồi. Dạ con cảm ơn chú Tám nhiều nha. Nam mô giáo chủ Thiên Tôn Di Lạc Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chúc đồng đạo anh em và cùng huynh tí muội gắng nghe cái clip này mà để mà gắng tu cho mau kịp bây giờ trong tháng 9 tháng 10 tới đây. Nghe anh em, tháng 9 là tháng 9 xúc cùi, tháng 10, 10 tháng gì thì còn ai. Chuột kêu non tắm lộ đài, châu về an nghỉ là ngày thượng ơn. Chuột kêu tháng 9 đành đành, không an bá tánh mà cam đành lị ghê. Anh em ơi, gắng làm cho nó kịp thời gian trong cái tháng 10 này. Ông cụ Trạng, ông có nói rằng những lời tiên tri cụ Trạng ra bây giờ muốn hết rồi. Các anh em huynh đệ ơi, con chó là tháng 9 đó, chó ai mà bỏ nhà quan thay phơi chết đói, ngổ ngang sớm làng. Heo tôi nay đúng làm hàng, là con heo là đúng giờ đó anh em. Cạo lông chia thịt rơm toàn năm châu, chuột ngõ đầu ổ quá sâu, nằm lăn ca hát á, ai đâu biết gì. Vậy là con heo này nó đúng giờ rồi đó. Heo đúng tạ lông văn khai mở rồi, là đúng giờ của Phật nha anh em. Có chuột trở về thấy bình muôn thở, châu vui mừng là thượng cổ đáo lai. Vậy là con heo này nó rõ ràng hết rồi anh em à. Năm mèo tháng hợi là lỷ tuôn dầm về, vậy là tháng heo này nó dầm về. Vậy là chúng ta phải gắng cố lên trong cái tháng 9, tháng 10 tới đây, mà để coi những cái tuần hát của Phật đã diễn ra vào tháng 9, tháng 10. Có gầm 12 nửa đêm liên cấm sơn, đại năm châu thế giới bốn phương, ăn con lợn cái đuôi liên tí. Vậy là anh em đã hiểu rõ rồi chứ. Tại vì bây giờ đó, đây là lời Phật thiết, tôi xin nhắc lại cho anh em huynh đệ nghe. Để trong cái thời kỳ hạn ơn mặt kiếp này không còn dài nữa, chỉ còn ngắn ngủi thôi. Cho nên anh em ơi, tới ngày mà sấm nổ 3 tiếng thì không thể nào mình tránh được cái tai họa nó lớn lao, nó là khắp cả thế giới năm châu luôn nghe anh em. Đó, trong khi đó là ba đêm phải diệt trước đó, diệt những người hung ác tàn bạo đó, mà không chịu nghe lời Phật lời thầy, những anh em huynh đệ đồng đạo lên đây nhắc nhở mà lại nặng nhẹ đó, là sau khi này sẽ tiêu diệt hết. Cho nên âm thanh gao khắp thinh không, ba đêm mà diệt trước mênh mông để cứu người, núi tan mà đất sụp bớ người, di sơn đạo hải mà thương người không tin. Vậy là trong cái ba đêm này đó, việc chết dữ lắm anh em ơi, gắng cố lên. Rồi đó là âm thanh tam thanh thay đổi người vô số, tận thế đại điền là đức cố tái lai luôn. Vậy là ông cố ông Nguyễn về luôn đó anh em. Cho nên anh em chúng ta phải gắng cố lên trong cái tháng 9 tháng 10 này. Cho nên Phật ông nói rõ ràng rồi, Trần Thất Sơn có ba tiếng nổ, cảnh lắng linh là thiên hạ hàng ngà, thì Ba Lan Đức Ý Mỹ Nga Phật Tiên Thánh mới ra sự bỉ. Vậy đó anh em. Vậy là ông cố Nguyễn trở về lập đời thượng ơn thánh đức, và cùng ông ba cậu hai thanh sĩ và cùng Phật cùng thầy cha mẹ sẽ trở về trong tháng 9 tháng 10 tới đây để lập đời thượng ơn thánh đức. Anh em chúng ta phải gắng cố lên để sau khi này mà khỏi tránh ra tai nạn. Nó sắp khổ tới rồi anh em ơi. Đàn kêu lập lại tuần mà, Vũ Sơn sửa trị dân an quốc lành. Đàn kêu bá tánh tu hành, đó, tầm trong bốn chữ mới gành đường tu, là bốn chữ là Vũ Sơn Kỳ Hương đó anh em. Đàn kêu tháng 8 mùa thu, tùng quân tỏ gạn sĩ nhu chỗ tài. Đàn kêu không hút thì mai, tùng quân định đạt một ngày là xong. Cho nên mà tới ngày mà Phật mà định rồi đó, thì anh em sẽ nhìn thấy đó, cái mỏ ông két sẽ lộ ra đó. Cho nên đó, mẹ đấy con chìa trên chót núi, có con chim đá nổi từ lâu đó, đến chừng khi có máu thấm vào, nó dùng dãy lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con một lần nó gấp muôn ngàn người cũng được như thường, và mỗi lần cánh nó hoạt trương đó, nhà cửa sập phố phường tan nát. Anh em ơi, tới cái cảnh này thì không có thể nào mà chịu nổi cái cảnh này nữa. Đó, anh em thấy chưa, mảng xà bây giờ nó cũng đã lên núi Ông Tắm, nó đã chào đón tất cả anh em huynh đệ chúng ta rồi đó. Cho nên thầy nói tiên tri bây giờ đã có hết rồi. Đó,
Anh em thấy không, gắn to tên gọi mãng xà, trên gừng nó xuống mà nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chiên cần, làm đường ngay thẳng có thằng độ cho. Thầy nói có hết nghe anh em, chứ không phải là không có đâu. Rồi cậu hai em nói đây, mắt nó thấy tứ di hộ báo, tai nghe gần cày cáo mài nanh, mãng xà nứt ẩn gừng xanh lội bê, đó, uống khúc mà hoành hành gớm ghê, kẻ bạo ác hồn mê bất tỉnh, dưới sông thời lĩnh nghĩnh xấu to, dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy dày dò người ung, lũ gian ác vô cùng sợ hãi, người lương hiền đó, chậm rãi bước đi, nhờ ơn các bậc thần kỳ, thương người trung hậu hộ trì bình an. Kẻ bạo ác thầm than trọng trách, hoặc trời không mở gạch rừng mê, đến nay gặp việc thảm thê rồi, hồn quy phích tán mà tái tê mặt mày, lời bút tích trưng bày thẩm diệu, bởi tối tâm, tối tâm mới chẳng hiểu thời thôi, đến chừng để chừng đến việc khổ rồi, biết đâu trốn khỏi mà lưới trời bổ dân, anh em không có thể trốn được rồi đó. Cho nên đến chừng đó thiên la lưới bủa mới biết rằng trời Phật không bằng, là ông bủa lưới rồi không thể nào trốn được. Trong vòng bốn ông thẻ này không thể nào mà anh em những người mà không nghe lời Phật lời thầy không bao giờ vô được. Sập từ mặt dân nghe anh em, từ mặt dân cửa cái cả dầu con của ai á, kỳ hải đi đâu có tờ giấy mới cho qua cửa đó. Về đến đó Phật còn chọn lựa, thiệt chân tu mới được đi vào, thì mới vô là được cái ông thẻ số 2 đó anh em. Là tại ngọn cái dầu đó, ngọn cái dầu trống lỏng cửa trời, người hung có đến đổi về hiện lương. Bây giờ anh em đã thấy chưa, bây giờ ông cụ trạng ông tiên tri bây giờ đã có lộ hết trơn rồi còn gì nữa. Dầm sáng lộ cặp đầu tiên, sông đồng ba ngã, khó yên nhân tình. Sau khi này sập xuống chỉ còn có ba ngã nghe anh em, cái điều này chưa ai biết nha. Tôi chỉ lên đây nói bằng cái tâm và cái ý nguyện của tôi để cho anh em để hiểu rõ. Sau khi này sập từ mặt dưng nó về tới là cả dầu đó chỉ còn có ba ngã đi thôi. Là một là ông thẻ số 2, hai là ông thẻ số 1, ba là ông thẻ số 3. Đó, chỉ còn có ông thẻ số 2 vô được thôi. Chỉ còn có ba ngã này vô đó. Cái đình Bửu Sơn đó là giờ sau khi này đó là đền vàng núi cấm đó là vô đó đó. Bởi vì anh em chúng ta phải gắng cố lên trong cái thời kỳ hảo ơn mặt kiếp này. Cho nên ông ba ông tiên tri đã có hết rồi. Có tâm thinh mà thay đổi người vô số đó, tặng thế đại điền đức cố Thái Lai. Còn bây giờ như thể chim bao, tam thinh thấy biển dàm nao gồng gình. Đó, bởi vì anh em chúng ta phải gắng cố lên. Anh em ơi, hãy gắng nghe. Tôi đờn cái bản này cho anh em nghe nha. Đờn kêu tôi hát biển đông, đúng giờ của Phật thì trong năm mèo. Đờn kêu, đó, tháng 9 thu đông. Anh em nghe thật kỹ nha. Đờn kêu tháng 9 thu đông, thiên tai dồn dập nhân sanh còn gì. Anh em cô cậu chú gì, bỏ ra chút ít mà nghe lời này. Đờn kêu tức hợi tới đây, thắng chó là thắng tức, thắng hại là thắng con heo đó. Đờn kêu tức hợi tới đây, Phật trời đã định thì trong năm mèo. Gán tu ngay thẳng hiếu chung, nhìn vào bổn tánh gắng lo sửa mình, mau mau kiếp kiếp xuống đò để không kịp chiến. Đó, thiền đò sang sông, đờn kêu con lợn không xa. Anh em nghe con lợn chưa? Đúng giờ đúng mũi là của cha tỏ tường, anh em tỉ mũi đại huynh nhìn xem thế giới thay nằm. Đó, làng khang lời Phật lời thầy anh chị gắn ghi. Đờn kêu con lợn tới đây, 12 sẽ gõ, tôi đây tỏ tường, tỏ tường, từ đây cha mẹ là con, ông bà con cháu nè, khách lòng hơn ai. Vậy là anh em chúng ta hãy gắn mà nhìn kỹ con lợn này. Con lợn này rất là đau khổ cho muôn loài vạn vật chúng sanh. Đó, thì anh em đã biết rồi, gầm 12 đó là nửa đêm liên cấm sơn đại năm châu thế giới bốn phương ăn con lợn cái đuôi niên tí. Tôi nhắc cái đoạn này là thứ hai rồi để cho anh em để hiểu rõ thôi. Trong cái con lợn này thì là năm mèo là tháng hợi đó, là lỵ tuôn dầm về, tháng hợi là tháng 10 đó. Để tôi nói để cho anh em để hiểu rõ cái cơ của trời của cha mẹ đã định trong cái màn 3 năm ăn xá đã xong rồi.
ba năm tính tới không sai, hội niên lập lại mới thượng lay lời, nó quá rõ phải không anh em? Thì bây giờ tôi nhắc thêm một đoạn này nữa, anh em sẽ biết cái chuyện gì xảy ra. Năm nay là năm Quý Mão, gặp lão mới màu. Đó, năm nay năm Quý à. Đó, Mão là mèo, gặp lão là Đức Phật Thầy Thấy An trở về lập đầy, thượng quân thánh đức đó. Anh em hãy gắng cố lên, để Phật Thầy ông than ông khóc hoài đó. Ông nói ôi đời yểm cụ nghinh tăng, gùng gùng xó bỏ Phật thần thánh tiên. Làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, ước làm sao như cội trên trăng, đặng sôi tất cả dương trần, cho người trong tối tặng lần điện quang. Cho nên anh em chúng ta hãy gắng mà nghe lời Phật, lời Thầy cậu hai. Đó, cậu hai ông nói, từ đây cho đến định quyền, biết bao tan tóc chí miền Á Đông, sang vào chi nữa mà mong, điểm tô cho lắm như công giả chàng, từ hèn cho đến chỗ sang, biến thiên mấy chút mà than qua hết rồi, gắng mà làm phước dân ôi, nhịn ăn nhịn mặc đặng bồi thiện duyên. Cho nên anh em chúng ta chỉ còn có một kiếp này thôi, đó là đại xá rồi. Đó, thời mạt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gốc, còn lại thêm lộng phép che thân, lần này là nghiệp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Gắng lên anh em huynh đệ chúng ta ơi. Cho nên đó, tu một thở cứu thân vĩnh kiếp đó, độ được mình còn cứu mẹ cha nè. Thuyền to một chiếc sóng ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Thì bây giờ cái cơ trời anh em sẽ rõ rồi, mà phải nói qua những cái lời nói trong thân tâm khẩu ý của anh em đó. Nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi có hút lại nào, tục gần lữ bén như dao, nói ra một tiếng mà đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng kinh thương ghét, thường do nơi mầm mép gây nên, chỉ trong một tiếng cắt lên, hoặc tan sự nghiệp hoặc tan cửa nhà. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi phải nói, lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh ra thù oán, nói chia lìa, nói tiếng chi chua, thì là nhất định phải chừa, dù ai cại lưỡi không thưa thốt lời. Cho nên anh em phải lựa những lời tiếng dịu dàng trong sạch mới được nha anh em. Thầy cái đó là lời của câu hai, còn cái lời thầy đây, thầy kêu nè, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đoan chánh hiền từ, thiện thì thường có phước dư, phần tích ác quả đương đeo đắng. Bởi vì anh em ơi, tôi đọc cái đoạn này anh em hãy nhớ cho rõ nghe anh em. Thu hoa trăng lại tỏ đầu, hào quang chiếu diệu nhiệm màu lố dương, thái bình cực lạc khai trương nghe anh em. Minh dương mà chỉ chúng an khang đời đời, đánh nhau tan nát bầu trời, đánh nhau cho hết thối đời vô liêm. Vậy là trận này đánh một trận này nữa là tam thế chiến nó nổ bùng ra đó, trong cái tháng 9 tháng 10 tới đây. Anh em chúng ta phải gắng cố lên. Hoặc đã nói thì tôi chỉ nhắc lại thôi đó, lời Phật thuyết tôi xin nhắc lại cho anh em nghe, huynh đệ nghe đó. Kỳ ba này liên tử tái tây, Nga Anh Mỹ tranh giành giao chiến, thời khoa học văn minh tăng tiến, đưa hồn người vĩnh viễn ngàn thu, Nhật Tàu sang Nam Việt bịt mù, gieo gây gắt chân thu tháng 9. Nghe anh em hãy gắng cố lên trong cái thời kỳ hạ quân mà kiếp này, trong cái tháng 9 tháng 10 tới đây. Thầy nói là có nghe anh em, chứ anh em nói không có ông năm thèo á, tôi buồn lắm á. Mà anh em cũng phải có lỗi với Phật đó, với thầy đó. Thầy mình nói nè, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy không ma, có con nhiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng lai. Đó, bây giờ thầy đã nói vậy mà mình không biết chừng nào. Đây tôi đọc cho anh em để hiểu rõ cái cơ trời luôn. Giờ này còn giấu nữa chi ha? Từ đây viết tới không lâu mà chờ rồi, tôi không giấu nữa. Cho nên trong giảng xưa của Phật nói đây, những sấm truyền xưa của Phật Thầy, văn gán kiếm thì chi thì biết xưa lại lại, nhiều câu thảm thiết ha? Mà nào ai có thức dị tầm, việc thiên cơ nói rất nào nồng. Nay tôi tầm được, tôi nhắc nhở cho anh em nghe thôi. Đây, ông ghi hai đoạn này đây. Thương cho chị chín chị mừ, miệng hô tai hấp không trừ một ai.
Vậy là ông Năm sẽ ra trong cái tháng 9 tháng 10 tới đây để ông tặng đường đón ngõ Nhật Tàu đây. Tại vì Nhật Tàu sang Nam Việt bịt mù, gieo gây gắt trăng thu tháng 9. Đó, cho nên á, ông Năm Chèo, ông sẽ nổi trong tháng 9 tháng 10 tới đây. Cho nên á, chỗ con ngay con sông Dàm Nao, chỗ ông bà, đó, hiệp với nhau tại đó. Tôi nói đây là bằng sách vở thôi. Nghe anh em, hiệp đoàn bủa lứa thả câu, con sông Hưng Thế ai đâu biết. Biết gì là tất nhiên tại con sông Hưng Thế đó, nó quýnh táo bạo từng bừng ở tại đó, nó chết tại tăng chỗ Biển Đông, cái chỗ ông ba đó là dữ lắm rồi. Bởi vì ông ba ông nói mà tam thinh đó, bây giờ như thể thiên bao tam thinh thấy biển Dàm Nao gồng hình, sau đó là như cái biển Thái Bình Dương đấu võ đấu kiếm nha, là tại chỗ đó nha. Rồi Phật mới về sau khi này á, rồi Phật mới về, Phật mới thu con Long Ngát Nhiệt là ông Năm Chèo lại đó, là cái mình á thì cái con ngựa, cái đầu thì con rồng, nó là bay khắp thiên không luôn đó. Rồi 18 nước mới chiêu hầu đó, là mới quỳ lại Phật lại thầy đó, là anh em hãy gắng nghe cho rõ đi, trong cái thời kỳ hạn quan mật kiếp này đó. Còn những lời cậu hai nói đây để tôi đọc tới cho anh em nghe, rồi anh em sẽ hiểu những lời cậu hai tâm tư nguyện vọng của cậu hai đó, để từ bấy lâu nay mà cậu hai muốn nói mà nói không được, cậu chỉ ghi giảng kinh thôi chứ cậu không nói được, tại vì cậu ở bên Nhật đó. Hỡi này ai thương thầy mến đạo, anh em nghe rõ chưa, một lòng hiền hiếu thảo đừng quên, thấy chưa, ông kêu mình một cái lòng hiền rồi hiếu thảo đừng có quên đó. Long qua ghiết đến cho bền, gõ gàng bảy núi lầu đền nguy nga, nay than thở ta bà thậm khổ, nhưng lực trời đã cầm sổ định phân, cái này là lực của trời chứ không phải là lực của cô hai. Nay lực trời cầm sổ định phân, bảo tàng nó phải đáp nhân, hiền lương trả quả thánh thần xét xôi, than ôi sắp khởi ngồi chiến quốc, dặn nam bang mà quả đất trung ương, ngày sau dân sự chặt đường. Đây tôi chỉ gõ cho anh em nghe, Thất Sơn đồng lớn chiến trường mà gớm ghê, kẻ ác đức chịu bề khối lửa, nỗi đau binh trang chứa một bầu, từ nay đến việc không lâu, tu đừng mạnh yếu nạn sầu bên lưng. Thấy chưa anh em, sát bên lưng rồi đó. Bởi vậy cho nên anh em thấy bây giờ thiên tai địa ách bây giờ nó toàn cầu ở trên rồi, nó lẳng qua tới Việt Nam mình rồi. Cho nên thầy ẩm ngói nè, thảm kịch tương tàn chưa hết diễn, Long Xuyên Châu Đốc Lỵ Muôn Hàng, anh em nghe thấy ấn chưa, về An Giang tỉnh mà gõ gàng ngay ấy đó, bây giờ nó đã tới Việt rồi đó. Đó anh em thấy chưa, ở tại núi dài Vạn Liên mới khởi hành là nước lũ nè, đá chài xuống quay ngang tới núi Ông Cấm, nổ núi, nó nổ một tiếng cô bác anh em ta nghe cái đá chài xuống, rồi tới núi Ba Thê cũng là nổ, nó đá lăn một chỗ một đó. Anh em thấy quyền di của Phật chưa? Bởi vì anh em chúng ta phải gắng cố lên mà vượt qua những cái tai nạn này. Còn anh em nhìn thấy đi, đó cái chỗ bên Mỹ đó thì nó thảm thê thê thảm rồi, nó từ cái chỗ mà đảo heo quay của Mỹ đó là cháy nguyên cả thành phố luôn. Rồi bây giờ tới Maroc nè, anh em thấy chưa, những cái hiện tại tôi mới đây tôi nhắc thôi, trong cái năm mèo này thôi. Còn chỗ Thổ Nhĩ Kỳ đó, chỉ trong một đêm sáng ngày đó, 5-70 ngàn người ra đi không một lời từ giã, anh em thấy chưa. Còn bây giờ đó là quay ngang tới cái chỗ là Libya gì đó, là gần nước Nam Phi đó, anh em thấy không, một đêm sáng ngày đó, bây giờ chết thay sình ở trên luôn, mấy chục ngàn người, còn lại mất tích 100 người đó, 100 ngàn người đó, anh em thấy chưa. Còn ở ngoài miền Bắc mình, hiện bây giờ anh em đã thấy rõ chưa, cháy chung cư đó chết khét đen khét đỏ đó, anh em thấy không, nó đời sắp khổ.